nấm có một lịch sử kỳ lạ và hấp dẫn. Chúng luôn bị xem với sự hoài nghi đáng kể vì nhiều loại nấm nằm ở ranh giới giữa độc, bổ dưỡng và ảo giác. Chúng đã được sử dụng cho mục đích y học, trong các nghi lễ tôn giáo, đặc biệt là các nghi lễ ảo giác và dinh dưỡng. Theo một số nghiên cứu, có khoảng hơn 2.000 loài nấm thậm chí có thể ăn được. Trong số nhiều lợi ích sức khỏe của nấm bao gồm một số vitamin và khoáng chất phong phú. Chúng bao gồm vitamin D, giúp hỗ trợ sự hấp thụ canxi để thúc đẩy sự phát triển của xương. Các chất chống oxy hóa khác nhau, giúp giảm stress oxy hóa và nhiều hơn nữa. Nhiều loại nấm cũng chứa polysaccharide, thường đóng vai trò như một loại tiền sinh học trong ruột. Prebiotics có lợi cho vi khuẩn trong ruột. Ví dụ, một số loại nấm đã được chứng minh là giúp thúc đẩy sự phát triển của một số chủng vi khuẩn đường ruột nhất định. Đó là lý do tại sao một nhóm nghiên cứu tại Đại học Massachusetts Amherst do Phó Giáo sư Trần Hoa Lưu dẫn đầu vừa nhận được tài trợ của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA để nghiên cứu lợi ích sức khỏe của việc ăn nấm. Cụ thể, mục tiêu là nghiên cứu các cách thức mà nấm tương tác với ruột, tập trung vào các quá trình tế bào cụ thể trong ruột do nấm tác động. Vì những lợi ích đối với đường ruột, các nhà nghiên cứu xem nghiên cứu của họ về nấm là một cách để chống lại chế độ ăn kiêng kiểu phương Tây. Mặc dù không có hướng dẫn cụ thể về những gì tạo nên một chế độ ăn kiêng phương Tây, nhưng nó thường bao gồm các loại thực phẩm có nhiều chất béo không lành mạnh và đường bổ sung, ví dụ thực phẩm chế biến sẵn. Mặc dù có một loạt các rủi ro sức khỏe liên quan đến phong cách ăn kiêng này, chẳng hạn như tăng nguy cơ mắc bệnh tim, một số nghiên cứu cho thấy rằng chế độ ăn kiểu phương Tây ảnh hưởng đến một số tế bào nhất định trong ruột và gây viêm, dẫn đến các tình trạng như bệnh viêm ruột. Bằng cách tập trung vào đường ruột, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ đưa ra những cách để cải thiện một số tác động tiêu cực của chế độ ăn kiểu phương Tây. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!